Rộ tin Puka và Jin Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, mối tình chị em cách 5 tuổi viên mãn. Là một trong những cặp đôi chị em đình đám của Vbiz được công chúng ủng hộ, Puka và Jin Tuấn Kiệt vẫn rất e ngại khi nói về chuyện tình cảm. Mới đây xuất hiện một số thông tin về việc cặp đôi đang chuẩn bị cho đám cưới cuối năm 2023. Hiện Puka và Jin Tuấn Kiệt chưa chính thức lên tiếng về đồn đoán này, nhưng những dữ liệu người hâm mộ soi ra được thì hoàn toàn có cơ sở. Puka và Jin Tuấn Kiệt dù không công khai nhưng ai cũng chắc chắn hai nghệ sĩ là một cặp. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng luôn mặc định cả hai là của nhau khi xuất hiện chung trong các chương trình. Ngoài ra trên trang cá nhân, Puka nhiều lần để lộ hình là hoa đã có chủ. Puka nhiều lần khéo léo khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út, dấu hiệu được cho là việc hoa đã có chủ. Việc chiếc nhẫn này xuất hiện cùng Puka từ đầu năm 2023 và đồng hành đến hiện tại khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã được bạn trai cầu hôn. Hình ảnh tay đeo nhẫn ngón áp út và bó hoa tượng trưng cho tình yêu tràn ngập được Puka chia sẻ lên trang cá nhân. Được biết, Puka sinh năm 89, trong khi đó Jin Tuấn Kiệt sinh năm 94, cặp đôi hơn kém nhau 5 tuổi. Tuy nhiên tuổi tác không phải là vấn đề khi cả hai được nhận xét là đẹp đôi. Nếu thực sự có một đám cưới diễn ra vào cuối năm nay, đây sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ góp mặt khi cả hai, Puka và Jin Tuấn Kiệt đều là những người có mối quan hệ rộng rãi trong showbiz. Puka và Jin Tuấn Kiệt cũng được cho là đã dọn về sống chung nhà. Cả hai thoải mái tham dự chung các chương trình, game show nhưng hạn chế tương tác thân mật. Trong lần góp mặt tại chương trình Hành Trình Rực Rỡ hồi tháng 7, Puka và Jin Tuấn Kiệt vào vai vợ chồng giả làm đám cưới. Tuy nhiên các nghệ sĩ đồng nghiệp nửa đùa nửa thật để lộ việc cặp đôi có thể tổ chức hôn lễ vào cuối năm.